tôi nuôi tôm trên diện tích thuộc về xí nghiệp nuôi trồng thủy sản Kiến Thụy, phường Tân Thành, Dương Kinh, thành phố Hải Phòng. Thì hiện nay là tôi thả tôm đã được hơn 60 ngày mà nó cũng phát triển không được nhanh. Kích thước nó khoảng độ 130-140 con một kg. Và nuôi tôm mùa này là nó giá thành nó thấp. Hiện nay mà khoảng 50 con thì giá chỉ khoảng độ 140-150 nghìn một ký. Khoảng 3 năm trở lại đây là nuôi là lãi rất là thấp hoặc là có lỗ chứ không đạt được những năm trước đây nữa. Cả vùng hiện nay là bị thấp hơn mà thường là phải thu sớm hơn so với lại những năm trước đây. Nó không đạt được cái kích thước lớn là bây giờ theo mình là nó môi trường về nước là nó không có tốt bằng ngày xưa. Đầu năm thì xuống giống thì là tôm giống tôm sú đấy, mỗi hạn cơ đồ chục vạn, nhưng mà thì lẽ cũng đậu, nhưng mà nuôi chỉ được đến tháng 3, tháng 4 là bị bệnh, là bệnh hồng thân, bị bệnh đốm mang đấy. Nguyên nhân thì do môi trường, đầu năm mà không bờ luôn không tốt, hay nó dính nước vào là bệnh theo vào, nên công nghiệp nó thải ra. Năm nay cả khu này có ai được đâu. Mỗi năm tầm này người bán cho để cấp đông, cấp đông như là đông lắm. Nhưng năm nay họ dân có người thì có đủ vài cân, có ăn thua. Bây giờ chỉ có chú trọng là sang nuôi tôm mùa đông thì cái kỳ vọng nó được giá, và như thế thì cái khả năng nó thu lợi tốt hơn. Thì ngay về mùa đông là nước nó sẽ sạch và nó mặn hơn, nó hạn chế được cái dịch bệnh hơn so với như mùa hè. Năm ngoái tôi cũng có đầu tư vào cái nhà bạc để nuôi tôm mùa đông thì cũng chưa được thành công lắm, chưa được hỗ trợ theo cái chủ trương của thành phố.